Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel của Đại Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một mèo có thể tấn cấp được Ori nhanh chóng. Theo thông tin từ WebGen vừa mới công bố thì khi mà lấy season 19.2 thì ta sẽ được tấn cấp vật phẩm Ori cấp 6 lên Ori cấp 7. Và để làm nguyên liệu cho việc đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video ngắn có việc nâng cấp từ Ori cấp 1 lên cộng 15 nhé. Và để nâng cấp thì chúng ta sẽ cần một cặp Ori ở bên trái bên phải khá là vui. Vì sao? Chỉ là cái liệu để nâng cấp đồng loạt rất là nhiều Ori. Bạn sẽ chọn vào trang của mình và vào share equipment là chứa các bạn. Mình sẽ bật click thế 1119 Rivan đi nhé, chứ còn gọi là tốt đấy. Tôi có bao nhiêu fail fail để cho nó khỏe anh em ạ. Thời gian đây là một cách để chúng ta phải xem xét được rate của server luôn đi nhé. Và mình sẽ không có dừng lại tiếp cho đến khi nào nó nâng cấp lên 15 thì thôi. Tâm rồi anh em ạ. Tâm thì chỉ có kia tâm tám này họ bay 100 rồi đấy, cái nổi trong bài tôi kêu nhiều quá anh em ơi. Rồi kêu quá nhiều rồi. Đấy. Rồi. À, 200 revan. À vẫn chưa lên được. Được một lần lên cộng 7 và thất bại. Hai lần đầu vào buồn rồi nha. Hồi giờ cô bị nhăn nào. Ui tí nữa lên này anh em ạ. Cái này cho nó nhanh gọn lẹ anh em. Ấy. Không. Học 15. Dễ dàng thôi nhé, tiếp đi nhé. Bye. Bật học tu clip. Nó ta chỉ còn một còn hai nhiều quả đấy anh em ạ. Khi mà nó là lên 80% rồi thì cũng đáng hơn rất là nhiều. Cảm ơn.
rồi, kéo cho vào để tải nào. Lên rồi. Done. Gen này anh em ạ, gen hết gen rồi. Trời ơi, ngon hết gen. Em lại đi bán. Quay. Thêm lên nhớ ủng hộ cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là server Real Mú Online. Và là đang ở season 19.1.3 nhé. Sắp tới là sẽ update đến là season 19.2 nha bạn. Khá là nhanh thôi nha. Ở season 19.2 thì chúng ta sẽ có thêm mà thạch quà và thạch kim cơ nhé. Và chúng ta nhân vật đắc lộc nó sẽ được làm lại. Nó reset nhiều đấy, nó vẫn có cơ hội lên nha mọi người. Cứ nó mà được đưa được lại ở còn một còn hai nhiều thì rất là tốt. Đây là bắt buộc mình phải lên cặp Erin 6 này lên còn 15. Có thể được 5 cặp. Và khi đến lên season 10 mình sẽ nâng cấp lên phải lúc 5 cặp. Mình hy vọng là trong 5 cấp lúc đấy cặp tiền bao cho con nhân vật chính mình. Đó là cách chơi mà chúng ta có thể kiếm đó mắc pin ở server này thì tỷ lệ nâng cấp lên là ram đúng như nhé các kỳ như là gen và global. Đó rồi, được rồi, bảy rồi một phát nữa đầu phòng còn 14 mà rớt nha mà. À, 1.000 tri ban anh em. Tầm nữa. À, server này có lên nữa thì các bạn ngồi đi nha. Ôi ôi, tạch nhiều thế. Tạch sẽ không lên nổ quá. Rồi. Tạch nó phá đây. Còn em chậm. Tôi đi vào và học tích. Hy vọng là lên sập nào. Đấy. Đúng rồi. Ui, hai còn 15 tạch anh em ơi. Ta nhìn vào lượng gen yêu cầu anh em. Sắp hết gen rồi anh em ạ. Gen. Gen ta lại đi bắn anh em. Ai là nhiều vô kể ở server này. Không thể làm gì cả. Em có thích coi lại video PVP của anh em nhỉ, đánh nhau của anh em nhỉ? Lâu rồi mình cũng không có PVP cho anh em xem. Nhưng mà anh em thích xem lại video PVP của anh em thì thích
em để lại cho mình một comment đấy nhé, thời gian thế là hiện tại thì view của mình khá là yếu, nhưng mà khi đánh PVP hội đồng thì ta thoát đâu sao người ta, ta làm gì người ta đánh hội đồng không ạ? À? Thua đây nha, đây server hôm nay khá là xui. Úp 15 thì khi mà nâng cấp lên Earring 7 thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 100% như nhé, có 14.8 thôi. Và lượng gen tiêu tốn nhiều, chỉ lên 15 thì thôi. Rút đi nhé, giúp trẻ yêu cầu khá là nhiều nha bạn. Không nên dành khoảng 500 free ban cho một lượt học một click nhé. Mình cảm giác nó sẽ được free ban hơn rất là nhiều. Để như mà anh em không có nhiều thì anh em có thể dân ở sao? À, của server anh em ơi. À, chua. À, đi nha. Ây da, nha. Thì 80% là rất là ảo. Game mùa online này trăm thì chỉ là con số thôi nha, mà tin tưởng quá nhiều. Anh em ạ, 2000 revan không lên nổi một cặp linh cầu 15. Bác anh em, cái mùi rồi, tắm cả thì không lên nổi led ta làm rồi. Cái này mà bắt rồi ui hết nhiều thế. Và chúng ta tiêu tốn 2000 revan hay là còn gọi là 2000 lapis stone để có được một cái
O-ring 5 và O-ring bên trái có 6 và tới thì mình cũng sẽ dồn thêm free van để chúng ta có thể đập nốt cái O-ring bên này cái lên nhanh nhé. Và khi nâng cấp lên thì thành 19.2 thì mình sẽ làm video nâng cấp 5 cặp O-ring lên một lúc cho anh em thấy tỷ lệ rơi như thế nào. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.